phần của nó không có, không phải là nhân thơm, không có những cái liên kết bi ở trong đó. Nhưng mà riêng cái phần roto alkaloid thì thường những cái hợp chất là những cái hợp chất thơm, tức là nitơ ở mạch nhánh nhưng mà nó sẽ gắn với những cái vòng thơm. Những kiểu roto alkaloid thường gặp thì thường là mình sẽ gặp ba cái kiểu. Kiểu thứ nhất là kiểu alkyl amin, thì đại diện cho nhóm này và bắt buộc các bạn phải nhớ để các bạn làm bài á, thì đó là ephedrine, mescaline và capsaicin. Những cái này tuần trước thì cô đã nói sơ qua rồi ha, bây giờ mình sẽ đi cụ thể vô cái từng cái hoạt chất một. Và kiểu thứ hai đó là kiểu tropolone. Kiểu tropolone thì mình gặp đại diện một chất thôi trong chương trình bạn học một chất thôi, đó là colchicine, có trong cây tỏi độc. Rồi những cái kiểu indole đơn giản hơn, thì riêng với cái kiểu indole đơn giản này á thì bạn không có cần nhớ cái cấu trúc, vì nói chung cấu trúc của nó phức tạp, ví dụ như là serotonin, ramin hay là cái độc chất aprin, thì chủ yếu là bạn chỉ nắm giùm cô ha. Ví dụ như là người ta hỏi là serotonin thì bạn biết nó là cái kiểu của nó là cái kiểu indole và cái tác dụng công dụng của nó ra sao ha, là được rồi. Còn riêng cái phần roto alkaloid thì chắc chắn là bạn phải nhớ cho cô hai cái nhóm trên. Thứ nhất là cái nhóm alkylamin á, và thứ hai là tropolone. Tropolone thì chỉ có một chất thôi. Và đây là cái kiểu phenin alkylamin, đại diện cho nhóm này thì mình có ephedrine có trong hoa ma hoàng và capsaicin này có trong cái cây ớt á. Thì các bạn sẽ thấy nó khác so với lại cái nhóm alkaloid thực ở phía trên. Bạn sẽ nhìn trong cái vòng thơm, đa số là nó là những cái dẫn xuất thơm, thì trong cấu trúc của nó có vòng thơm. Còn alkaloid thực ở trên ha, thì có những cái chất là hợp chất thơm mà cũng có những cái chất thì không phải là hợp chất thơm. Và ở đây khác với lại alkaloid thực, nitơ nó ở nhánh. Bạn thấy cái này, nhưng mà thật ra cái nhánh này là mình bẻ ngang lên thì nó vẫn trở thành mạch thẳng nha. Chỗ này nitơ nè, cô bẻ ngang lên, cô đẩy ngang lên như thế này ha, tại này ở trong mặt thẳng mà. Còn trong không gian thì cái nhánh này mình thấy nó gần giống như cái vòng nhưng mà không phải, tại mình vẽ cái kiểu này để cho mình dễ nhận ra thôi. Chứ cái này trong không gian thì bẻ ra là nó thành nhánh thôi. Thì nitơ ở mạch nhánh nè, ví dụ như là capsaicin thì nitơ nó nằm ở đây. Ephedrine thì nitơ nó nằm ở đây, đúng không? Đều ở mạch nhánh hết, nhưng mà nhánh này nó sẽ gắn với lại vòng thơm. Và ở đây là kiểu indole alkylamin, thì đại diện cho nhóm này đó là serotonin. Thì riêng cái phần serotonin này các bạn sẽ thấy, thứ nhất nó có cái khung indole, các bạn thấy không, cái khung này là khung indole nè. Mà cái khung indole là cái khung ở trong alkaloid thực hồi nãy mình học á, thì một vòng 6, một vòng 5, nhưng mà cả hai đều là vòng thơm nha. Nitơ thì ở dị vòng, nhưng mà kiểu indole là có nhân indole, còn alkylamin, alkylamin thì nó sẽ gắn thêm một cái nhóm thế alkylamin ở đây, và cái nitơ này nó là nitơ mạch nhánh. Vậy nói cách khác, serotonin là một cái hợp chất alkaloid có hai cái nitơ trong cấu trúc, một nitơ ở dị vòng trong cái khung indole và một cái nitơ ở mạch nhánh alkylamin. Thì cái phần roto alkaloid chỉ có vài chất như vậy thôi, nó đơn giản hơn alkaloid thực ha. Rồi chúng ta sẽ qua cái nhóm cuối cùng, đó là pseudo alkaloid. Pseudo alkaloid hay còn gọi là alkaloid giả hoặc là giả alkaloid. Đại diện cái nhóm pseudo này thì cái cấu trúc quan trọng đó là cái nhân purine. Vì cái nhân purine thì liên quan đến cái caffeine. Caffeine ha, hoặc là theobromine và theophylline là những cái chất mà có cái tác dụng dược lý đối với cơ thể, và hiện nay người ta cũng sử dụng cái theobromine hoặc là theophylline. Rồi kiểu purine thì bạn sẽ nhận ra cho cô kiểu purine, bạn nhìn đây, có bao nhiêu nitơ. Về đường sinh phát nguyên ha, về đường sinh phát nguyên thì nó không đi từ axit amin, nhưng nitơ của nó ở dị vòng, bạn nhìn coi toàn bộ nitơ của nó ở dị vòng hết. Trong khi đó thì thằng roto ha thì không xuất phát, xuất phát từ axit amin nhưng nitơ ở mạch nhánh, còn thằng này
không xuất phát từ axit amin nhưng nitơ nó ở ở vòng rồi, được chưa? Rồi ở đây bạn thấy ví dụ như thằng caffeine đi, có mấy nitơ ở dị vòng 1 2 3 4, 1 2 3 4, tức là trên vòng 6 có 2, trên vòng 5 cũng có 2. Tương tự là theobromine cũng vậy, và theophylline cũng vậy ha. Và ba thằng này là những cái đồng phân của nhau, cùng có cái phân burin. Nó chỉ khác nhau ở những cái nhóm thế metin, nó khác nhau ở số lượng và vị trí nhóm thế metin. Rồi ha, rồi các bạn nhận ra ba cái hoạt chất này dùm cô nha. Nó giống nhau, thứ nhất là có nhân burin, và nó chỉ khác nhau ở vị trí cũng như là số lượng của nhóm metin trên cái khung của nó. Rồi. Và đặc biệt là cái thằng caffeine thì nó có ba cái gốc metin, 1, 2, 3, 2 trên vòng 6 và 1 trên vòng 5. Còn thằng theobromine và theophylline thì nó chỉ có hai cái nhóm metin thôi. Đó, và hai nhóm metin, nếu hai nhóm metin cùng gắn trên vòng 6 thì nó là theophylline. Còn nếu mà có hai nhóm metin, một nhóm thì gắn vòng 6, một nhóm gắn vòng 5 thì đó là theobromine. Thì đó là cái cách mà mình phân biệt ba cái này. Nếu có ba là caffeine, còn nếu hai, lúc này mình sẽ xét là nếu hai mà cùng trên vòng 6 thì đó là theophylline, hai mà 1, 5, 1, 6 thì đó là theobromine ha. Rồi ngoài ra thì nó còn có cái kiểu steroid. Ví dụ như cái kiểu steroid này thì cái khung steroid bạn đã được gặp ở trong cái bài glycosidin là 1 và bài saponin là 2. Cấu trúc khung steroid gồm có 1, 2, 3, 4 vòng, 4 cái vòng chính này nè. A, B, C, D. A, B, C, D. Đây chính là cái khung steroid. Bạn có thể dùng bút chì bạn khoanh lại trên này ha. Khung steroid gồm có 4 vòng 1. A nè, B nè, C, D nè. Còn cái vòng mà chứa nitơ là không phải nha. Ở đây là 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè, A, B, C, D nè. Rồi cái khung bên ngoài mà chứa nitơ thì đó chính là cái khung steroid, cái alkaloid mà nó ráp vào cái khung steroid thôi. Và đại diện cho cái nhóm này, kiểu steroid nhóm này thì chúng ta có cái connexin có trong cây mứt hoa trắng. Thì chúng ta sẽ học trong cái phần nhược liệu ha. Hoặc là solanidin thì có trong các cái cây họ cà, ở cái bài saponin steroid cô có nói qua rồi đó. Rồi nhóm kiểu thứ hai trong cái nhóm pseudo alkaloid nữa, đó là kiểu tecpen. Thì cái kiểu tecpen này nó phức tạp hơn. Thì cô không có yêu cầu các bạn phải nhớ cái kiểu tecpen về phần cấu trúc này, thì có nhớ nhớ cũng không nổi. Nhưng các bạn cần nhớ cho cô cái taxon và aconitin. Người ta sẽ hỏi bạn là taxon và aconitin thuộc cái phân nhóm nào, thuộc nhóm nào và thuộc phân nhóm nào. Ví dụ như người ta hỏi như vậy thì bạn sẽ hệ thống taxon và aconitin thì nó thuộc cái nhóm pseudo alkaloid và kiểu của nó là kiểu tecpen. Kiểu tecpen. Rồi ở đây ha, taxon thì bây giờ taxon rất là nổi tiếng nha. Bây giờ người ta nghiên cứu về những cái dẫn xuất của taxon có trong cái cây thông đỏ để nghiên cứu và điều chế những cái thuốc chữa bệnh ung thư. Ở trên thị trường hiện nay thì cô thấy là đặc biệt là Hàn Quốc á, họ có một cái chế phẩm mà người Việt Nam mình bây giờ người ta tìm mua rất là nhiều, dù nó khá là đắt tiền, đó là tinh dầu thông đỏ. Tinh dầu thông đỏ, thì cái trong cái tinh dầu thông đỏ đó thì nó là những cái cấu trúc đắp son, tức là uống vô để hỗ trợ những người mà người ta bị ung thư á. Nhưng mà cái đó là chỉ hỗ trợ điều trị thôi, vì đó là một cái dạng dịch chiết nó chung thôi. Đó là cô nói là có thể mua được thật nha, còn nếu mà mua giả đó thì cái nó nhiều cái vấn đề lắm. Còn taxon vai trò hiện nay là vai trò khoa học, vai trò mà khoa học có thể khẳng định được á, là taxon trong cây thông đỏ người ta nghiên cứu để bào chế những cái thuốc trị ung thư. Những cái ý đó các bạn phải nhớ để làm bài nha. Rồi aconitin thì có trong cây ô đầu phụ nữ Việt Nam. Và tại thời điểm này thì bạn nhớ như vậy thôi. Còn đến những cái dược liệu, ví dụ như là dược liệu ô đậu phụ tử chứa aconitin, thì mình sẽ học nó kỹ hơn. Rồi đối với kiểu peptide cũng như là kiểu steroid hay là cái kiểu adenoid ở phía trên,
Thì đối với phần này thì bạn cũng chỉ nhớ cho cô về cái tên hoạt chất nó thuộc nhóm nào thôi, còn cấu trúc của nó cồng kềnh quá thì thầy cô không có yêu cầu các bạn nhớ ha. Bạn chỉ nhớ cho cô ecotamin hoặc là ecoquitin, đó là những cái alkaloid được chiết xuất từ cái nấm cựa. Nấm cựa giống như là cái nấm cựa gà, nó cùng cái họ với lại cái cây cái lúa gì á, chiết những cái hoạt chất để có cái tác dụng giảm đau. Và hiện nay trên thị trường thì có một số cái chế phẩm là ecgotamin hoặc là dihydroecgotamin á, dùng để chữa cái triệu chứng là đau nửa đầu, hay còn gọi là bệnh migraine á. Và cái hàm lượng của cái ecgotamin á, nó là một alkaloid, bạn thấy là cái nhà sản xuất người ta dùng á, với một cái hàm lượng cực kỳ nhỏ là chỉ có 1 mg thôi, và phải quản lý theo quy chế thuốc, phải kê đơn rất là nghiêm ngặt. Chứ không phải là nguồn gốc từ dược liệu á, là được sử dụng đâu, bào chế thành thuốc. Ecotamin được bào chế thành thuốc ha, nhưng mà quản lý rất là nghiêm ngặt. Rồi cô vừa trình bày xong cái phần phân loại ha, ba nhóm alkaloid. Thì có thể là tới thời điểm này các bạn chưa có nhớ gì đâu, mà không nhớ là chuyện bình thường thôi, đừng có lấy cái gì làm hoang mang. Từ từ mình sẽ nhớ, một ngày một bữa xong nhớ được một đống này. Thì cô có cái bài tập á, các bạn có thể dựa vô đó rồi mình học, hoặc là mình soạn bài lại, hoặc là mình có cái cách nhớ ha, thì từ từ các bạn mới nhớ bài. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần tóm tắt một số cái cấu trúc của alkaloid mà nãy giờ mình nói đi nói lại ha. Rồi đối với lại số nitơ thì trong cái phần cấu trúc các bạn sẽ thấy là thường á là nó sẽ có 1 cho đến 2 nitơ. Nhưng đôi khi á, bạn gặp ở cái caffeine, theophylline, theobromine á, thì nó có tới 4 nitơ lực. Nên là một số cái trường hợp á, là nó có nhiều hơn 2 nitơ. Và thường nó nằm ở cái trường hợp dimer, tức là những cái hợp chất mà nó trùng hợp với nhau á. Dimer là hai phân tử trùng hợp với nhau. Và đối với lại đa số thì nitơ nó ở dị vòng. Một số thì nó ở nằm trong cái vòng carbon, ví dụ như là cái nhóm proto alkaloid. Và cái số vòng ở trong cái cấu trúc của nó thì thường là 2 đến 5 vòng là bình thường ha. Còn có một số cái trường hợp nó lên tới 15 vòng, cấu trúc nó phức tạp, thì những cấu trúc phức tạp này thì thầy cô không có yêu cầu các bạn phải nhớ những cái cấu trúc này đâu. Và cái điều này quan trọng nhất nè, điều này quan trọng nhất là bậc nitơ, đa số là nitơ bậc 3. Thì tuần trước là cô có nói sơ qua về cái này rồi ha, đa số là nitơ bậc 3. Đôi khi thì cũng có nitơ bậc 2 cũng có, nhưng mà alkaloid trong cái tự nhiên á, thì thường là nó tồn tại ở nitơ bậc 3 và có tính kiềm yếu. Và tính kiềm của alkaloid, hay còn gọi là pKa của nó sẽ dao động từ 7 cho đến 9. Các bạn nhớ những cái ý này để mình làm bài nè. Và so sánh bậc của nitơ, thì bạn sẽ thấy là nitơ bậc 3, nitơ bậc 3 là tính kiềm yếu nhất. Còn nitơ bậc 4, hôm bữa tuần trước cô có nói rồi, nitơ bậc 4 tức là nó tồn tại ở dạng ion ở mọi điều kiện pH, và cái tính kiềm của nó rất là mạnh. Và mình sẽ giảng riêng, cô sẽ nói riêng cái phần alkaloid bậc 4 này riêng. Còn nếu mà mình so sánh á, thì mình chỉ so sánh là nitơ bậc 1, bậc 2, bậc 3 thôi. Bậc 3 là yếu nhất, bậc 1 mạnh hơn bậc 3, bậc 2 thì mạnh hơn bậc 1 ha, theo cái dãy này nè. Rồi, nhưng mà riêng thằng nitơ bậc 4 là mạnh nhất, nó rất là mạnh. Rồi, được chưa? Và về phân bố trong tự nhiên ha, thì đa số alkaloid gặp ở các cái thực vật bậc cao. Thì cái này các bạn tự xem trong cái tài liệu nha, cái này nó cũng đơn giản. Và cái này nè, trong cái phân bố tự nhiên của alkaloid á, nó cũng hơi đặc biệt so với lại những cái nhóm hợp chất khác. Ví dụ như một cây á, thường chứa một cái hỗn hợp nhiều alkaloid cùng một nhóm. Cô ví dụ nha, ví dụ như cây thuốc phiện, nó chứa toàn bộ alkaloid là gây nghiện hết, ví dụ như là morphine, ví dụ như là codeine, vân vân ha. Còn heroin nó không có nằm trong cây thuốc phiện nha, heroin là một cái chất bán tổng hợp từ codeine hoặc là morphine ra.
Rồi hoặc là ở trong những cái cây thuộc họ cà, à họ cà. Ví dụ như hồi nãy cô có giới thiệu là nó có cái khung châu ban á, thì thường là nó có atropine và đồng thời là nó có scopolamine hoặc là hyoscyamine luôn. À, thì đó là đại diện cho một cái cây thường nó chứa một nhóm các cái alkaloid cùng loại với nhau. Và trong đó, trong nhiều alkaloid cùng loại đó thì chỉ có một đến hai alkaloid chiếm cái tỷ lệ lớn nhất, người ta còn gọi là cái chất đặc trưng, cái chất đặc trưng hay là cái cấu tử đặc trưng trong cái cây đó. À, ví dụ như là nói trong cái cây tỏi độc thì ngoài con cysin ra nó còn có nhiều alkaloid khác nữa, nhưng cái hoạt chất chính của nó là con cysin. Hoặc là ở trong cây thuốc phiện thì nổi bật lên là có cái morphine và codeine, ví dụ như vậy ha. Còn hàm lượng alkaloid trong cây á, thì người ta tính là ppm thôi chứ không có tính là kg gì đâu nha. Ppm là đã thấy nhiều rồi đó. Và khi mà nghiên cứu hoặc là chiết xuất hoặc là phân lập những cái alkaloid đó, thì từng cái mg hoặc là microgram là đã thấy mừng rồi đó, chứ không có phải mà chiết được hàng ký hoặc nửa ký đâu. Ví dụ như là bạn đọc báo thì bạn thấy là cái người ta trồng thuốc phiện á, người ta lấy một lần bao nhiêu ký ký thuốc phiện đó, thì không, cái đó là alkaloid toàn phần thôi. Còn riêng với thằng morphine mà phân lập ra từ cái đống hỗn độn đó thì rất là ít. Và hàm lượng alkaloid trong dược liệu ha, như hồi nãy giờ cô nói thì alkaloid cái tỷ lệ trong đó nó thấp, đó độc nhưng mà nó thấp, chứ mà nó cao nữa thì đặc biệt là những cái chất gây nghiện thì nó hệ lụy nó cao lắm. Và một số ít alkaloid thì dưới 1%, còn nếu mà được gọi là nhiều alkaloid thì 1-2% là nhiều rồi đó. Ví dụ như là trong berberine ở trong cái cây vàng đắng, lấy vàng đắng mà chiết berberine thì chiết giỏi lắm đó, là được 3%, 3% berberine thôi. Ví dụ như là mình chiết một ký thì được có mấy gram, 1.000 mg đúng không? 1.000 mg, 10% thì có 100 mg, còn 1% thì là 10 mg thôi, đúng không? Hàm lượng nó thấp lắm. Nhưng mà một vài cái dược liệu thì hàm lượng nó cao. Ví dụ như là vỏ thân canchina thì có thể chứa 10% alkaloid, hoặc là trong nhựa thuốc phiện thì có thể chứa đến 30% alkaloid. Nhưng cái trong 30% alkaloid này á, thì cái lượng morphine trong đó không phải là 30%, không phải. Nó là alkaloid toàn phần, nhiều khi trong đó chỉ có vài phần trăm của 30% này thôi. Hoặc là những cái vinca alkaloid chữa ung thư máu ở trong cái cây dừa cạn á, thì có cái nồng độ nó tương đối, mình gọi là nhiều so với lại cái loại alkaloid thôi, chứ thật ra thì mình chiết ở cái nồng độ là chỉ tính ppm, tức là nồng độ phần triệu á. Rồi cái việc mà phân bố trong thực vật á, thì một số họ thực vật đặc trưng thì sẽ chứa alkaloid và một số thì không chứa alkaloid luôn. Ví dụ như là trong cái chương trình dược liệu một của mình á, đặc trưng ví dụ như là họ thúc đào thì chứa glycosidin, ví dụ như họ đậu thì chứa flavonoid vân vân ha. Thì riêng ví dụ như là cái bài alkaloid này đại diện cho cái nhóm này là 33-veracil, là cái họ thuốc phiện, thì cây nào trong họ thuốc phiện cũng có chứa alkaloid và thuộc cái nhóm này luôn. Và các cái cây cùng họ thì thường chứa alkaloid cùng nhóm như hồi nãy cô vừa ví dụ xong á. Rồi một số họ đặc trưng thì chứa nhiều alkaloid, ví dụ như họ rubiacee, họ cà phê ha. Thì trong cây cà phê thì chứa những cái alkaloid nhân purin. Trong cây canchina, tức là ba cái cây này nè, cây cà phê, cây canchina, cây ipeca thì đều thuộc họ rubiacee. Tuy nhiên á, thì mỗi cây nó sẽ chứa một cái cấu trúc khác nhau, một cái loại alkaloid khác nhau. Ví dụ như cây cà phê thì chứa nhân purin, cây canchina thì chứa cái nhân quinolein, hoặc là cây ipeca thì lại chứa cái nhân isoquinolein ha, ví dụ như vậy. Không biết sao mà trong tự nhiên tự sắp xếp như vậy rất là hay, đúng không? Rồi một alkaloid thì có thể có trong nhiều họ thực vật khác hẳn nhau.
thì đây là một cái số ít trong tự nhiên. Ví dụ như là hồi nãy cô nói về cái cây trà đó, thì caffeine trong trà cũng có, mà trong cà phê cũng có. Thì đó là một số cái ví dụ ngoại lệ ha. Rồi cái chỗ này quan trọng liên quan đến phần tính chất tiếp theo nè, dạng tồn tại của alkaloid ở trong cây. Thì cái này cô có nói từ đầu ngay cái slide mà cô nói là cái nguồn gốc của morphine á. Các bạn còn nhớ cô nói là morphine và acid meconic không? Morphine và acid meconic. Thì morphine gây ngủ và acid meconic không gây ngủ. Nhưng hai thằng này nè, ở trong cây thì nó kết hợp với nhau ở dạng muối. Và đó chính là tính chất chung của alkaloid luôn. Alkaloid tồn tại ở dạng muối với các axit hữu cơ có sẵn ở trong cây. Ví dụ như tồn tại ở dạng muối meconat, tức là giữa morphine và axit meconic, hoặc là muối citrat là giữa một cái alkaloid nào đó với muối với axit citric, tương tự như vậy ha. Và cái câu này các bạn phải nhớ nằm lòng suốt cái chương trình học alkaloid, là alkaloid tồn tại trong cây dưới dạng muối của các axit hữu cơ. Và dạng tự do hay còn gọi là dạng bazơ ở trong cây thì rất là ít. Và dạng glycosid, tức là nó liên kết với đường, thì càng ít. Thì chủ yếu là trong cây là dạng muối nha. Và dạng tạo khúc với lại tannin thì nó chỉ đặc trưng ở một vài dược liệu thôi. Và trong chương trình thì bạn nhớ cho cô một cái dược liệu duy nhất mà tạo khúc với tannin đó là canquina. Là canquina ha, là cái quinin có trong canquina đó. Người ta còn gọi là đỏ clobafen á. Và câu cuối cùng là tinh dầu và alkaloid hiếm khi mà hiện diện đồng thời trong một dược liệu. Thì ở đây là một cái điểm ha, để trong quá trình mà người ta nghiên cứu về dược liệu, ví dụ như một cái cây bất kỳ mà bắt đầu người ta sẽ khảo sát thành phần hóa học ở trong đó, thì nếu mà đã thấy sự hiện diện của alkaloid rồi thì người ta sẽ không bao giờ người ta đi tìm tinh dầu và ngược lại. Vì hai thằng này nó không chịu nhau. Một thằng là có mùi thơm, có nhiều cái tác dụng theo cái kiểu tinh dầu. Thì một thằng là alkaloid thì đương nhiên nó không có mùi thơm và nó có nhiều cái kiểu tác dụng theo cái tính chất của nó. Thì hai anh này không có hiện diện đồng thời với nhau. Ví dụ như alkaloid có thể tồn tại đồng thời cùng với lại tannin. Có thể tồn tại đồng thời cùng với lại flavonoid, vân vân, nhưng mà nó không chịu ở chung với tinh dầu. Thì đây là cái điểm mà trắc nghiệm thầy cô hay hỏi ha. Và alkaloid thì phân bố ở mọi cái bộ phận ở trong cây, thì có thể phân bố ở các cái mô ngoại vi, ví dụ như là lớp ngoài của vỏ thân, ví dụ như là cây canquina, hoặc là vỏ rễ của những cái cây, ví dụ như là cây vỏ rễ, ví dụ như là rễ của cây nhiều lắm, ví dụ như cây hoàng liên nè, cây vàng đắng vân vân, hoặc là ở áo hạt, ví dụ như là hạt mã tiền. Rồi alkaloid thì được tổng hợp ở một số cái phần nhất định của cây, ví dụ như rễ, nếu mà nó tập trung ở vỏ rễ thì người ta sẽ lấy ở những cái rễ đang phát triển, vân vân ha. Thì cái này phần lý thuyết thôi, đang nắm nhìn vô chỗ đó. Và một số cái bộ phận chứa alkaloid ở một số dược liệu đặc trưng, ví dụ như mã tiền hoặc trà độc dược thì người ta có thể lấy hạt, hoặc là lấy thuốc phiện thì người ta sẽ lấy ở quả, quả thuốc phiện, còn gọi là quả của cây anh túc, hoặc là quả tiêu, quả ớt, vân vân. Cái này các bạn tự xem nha. Rồi một số cái loài động vật mà cũng có chứa alkaloid luôn, thì cái này các bạn tự đọc, nó đơn giản thôi. Con nào đặc biệt là các bạn thấy là những cái loài mà cốc á, những cái con cốc á mà chứa alkaloid thì bạn thấy màu của nó rất là sặc sỡ ha, rất là sặc sỡ, nhưng mà nó rất là độc. Đây, những cái con bọ cánh cứng hoặc là một số loài côn trùng cũng có chứa alkaloid, và bạn thấy con nào cũng có cái màu sắc nó sặc sỡ hết trơn. Và đây là những cái loài động vật dưới biển mà có chứa alkaloid ha, ví dụ như là cái con cá nóc, hoặc là những cái loài mà ký sinh ở dưới biển, nên khi mà ngộ độc, khi mà đánh bắt được những cái loại này mà mình không biết cái tác dụng của nó mà sử dụng thì có thể dẫn đến tử vong. Và đây là một số cái loại nấm mà có chứa alkaloid ha,
Hồi nãy thì cô có nhắc đến một cái loại nấm cựa lỡ mạch thì đó là cái này đây. Chiếc cái mấy cái ecotamin á, đây gọi là nấm cựa gà, nấm cựa lỡ mạch á. Vậy hoặc là những cái nấm penicillium thì dùng để bào chế các cái kháng sinh thuộc cái nhóm penicillin á. Và rất là hiếm khi mà alkaloid nó có trong vi khuẩn. Nhưng cũng có một cái trường hợp ngoại lệ là procyanin, mà cái này cô thấy mấy năm rồi là hỏi liên tục á, trong ngân hàng đề có nha, nên các bạn nhớ giùm cô ha, đây là một alkaloid hiếm có mà nó có mặt ở vi khuẩn, đó là procyanin, là một alkaloid mà có ở vi khuẩn. Cái nào mà ít là ngoại lệ thì lại hay bị hỏi, nhớ cái này cho cô. Rồi một số cái tác dụng công dụng ha, thì sử dụng rất là nhiều trong cái lĩnh vực y cũng như dược của mình. Và một số dùng làm chất độc trong săn bắn thì ở cái phần nguồn gốc phía trên á, cô có nhắc tới cái này á, curare á. Curare là một cái alkaloid được đặt tên theo cái nguyên tắc là tên thông thường. Thì ngày xưa người ta tẩm vào trong các cái mũi tên á, để người ta đi săn bắn hoặc là trong chiến tranh người ta sử dụng luôn. Hoặc là một số cái chất quá độc mà trong y học không có dùng, ví dụ như là gensimin, ai cũng biết gensimin có trong lá ngón ha, thì y học của mình nghiên cứu để giải độc gensimin thôi chứ chưa có bào chế những cái gì về thuốc liên quan đến gensimin, chưa có bào chế những cái thuốc gì liên quan đến alkaloid có trong lá ngón, mình chỉ nghiên cứu nó để giải độc khi mà bệnh nhân ngộ độc cái cây này thôi. Mà thường ngộ độc lá ngón thì thường gặp ở những cái vùng miền núi, dân miền núi người ta biết cái cây đó và người ta thường dùng để tự tử. Và những chất có cái tác động nguy hại đến xã hội thì cái này mình nói nhiều rồi đúng không? Rồi về công dụng trên cái hệ thần kinh, thì cái bảng này các bạn tự xem nha. Cái bảng này thì thầy cô hỏi thi hỏi hoài, kiểm tra cũng hỏi hoài. Ví dụ như là kích thích thần kinh trung ương thì mình hay gặp caffeine hoặc là strychnine. Điều này thì dễ, ví dụ như là buồn ngủ uống caffeine vô, uống cà phê vô, hoặc là uống trà vô, hoặc là uống trà phúc long rồi vô á, thì nó kích thích thần kinh trung ương ha. Máu nó lại, tim nó lại đập nhanh hơn vì nó sẽ bơm máu đi nhiều hơn, bơm máu lên não để cho cái não nó hoạt động tốt hơn, kích thích cái thần kinh. Hoặc là strychnine, strychnine ở trong cái hạt mã tiền á, thì strychnine không có dùng làm đồ ăn đồ uống như cà phê, mà dùng với cái dạng bào chế là thuốc tim á. Những người mà các bạn bị thấy ví dụ như là bị chấn thương, bị chấn thương rồi ngất xỉu, đau quá ngất xỉu, hoặc là một số cái triệu chứng gì đó ha, mà bị trị tim mạch, thì người ta cấp cứu người ta sẽ tiêm cho một cái mũi strychnine sunfat, thì lúc đó sẽ làm tăng cái nhịp tim và tăng cái hoạt động của hệ thần kinh trung ương, và cái người đó sẽ tỉnh lại. Thì thường là dùng trong cấp cứu thôi. Có những chất kích thích thì cũng có những chất ức chế, ví dụ như là morphine hoặc là codeine. Nên khi mà bạn nào mà uống thuốc ho mà trong thành phần có codeine đó, thì thường là bị buồn ngủ, thường là bị buồn ngủ. Nên là vô nhà thuốc thường bệnh nhân nói là bán cho tôi thuốc ho mà không có buồn ngủ, thì thường là bạn nên tránh cái codeine ra, hoặc là para codeine cũng vậy ha. Có codeine thì nó hay gây ức chế và nó buồn ngủ. Rồi morphine cũng vậy, thì thường là morphine có tác dụng giảm đau, nhưng mà dùng lâu dài thì nó có cái tác dụng là vừa ức chế cái thần kinh trung ương và nó vừa gây lệ thuộc thuốc luôn. Rồi tiếp theo đó, nhóm thứ ba là kích thích cái thần kinh trực giao cảm, hoặc là nó làm liệt trực giao cảm. Hai cái này nó đối lập nhau nha. Một phần là kích thích trực giao cảm là epinephrine có trong ma hoàng. Thì cái epinephrine này trong ma hoàng á, ngày xưa cái dược liệu ma hoàng là không có quản lý, nhưng mà sau này á, là từ epinephrine người ta có thể bào chế ra cái methamphetamine á, là một cái ma túy tổng hợp á. Nên bây giờ là ma hoàng, đặc biệt là Việt Nam mình là không có trồng ma hoàng nữa, và cái nguồn ma hoàng mình sử dụng là mua của Trung Quốc, nhưng mà bây giờ Trung Quốc họ cũng quản lý cái nguồn dược liệu này theo cái kiểu mà là thuốc hướng tâm thần á, vì cái sử dụng cái này nó làm cho kích thích cái trực giao cảm và nó gây ảo giác á. Nó gây ảo giác. Rồi cái còn lại nó đối lập với lại epinephrine, đó là yohimbine.
vô hiên pin nó làm liệt trực giao cảm. Thì cái này các bạn nên chia theo nhóm đối lập nhau. Ví dụ như cái nhóm ở trên á, kích thích thần kinh và ức chế thần kinh thì nó là một cặp. À, rồi kích thích trực giao cảm và liệt trực giao cảm thì nó có epinephrine và vô hiên pin, đó là một cặp ha. Nên khi mà kiểm tra hoặc là thi á, các bạn đánh cho nó đừng có nhầm. Rồi kích thích đối giao cảm và liệt đối giao cảm là một cặp. À, kích thích đối giao cảm thì có bilocarbin và liệt đối giao cảm là atropin. À, thì cái đối giao cảm như thế nào thì các bạn đã học ở môn sinh lý, sinh lý bệnh học. À, các bạn về coi lại cái phần đó ha. Ngoài ra thì nó cũng có tác dụng trên một số cái cơ quan khác, ví dụ như cocaine thì nó gây tê. Cách đây thời chiến tranh trước giải phóng thì người ta còn dùng cocaine để người ta gây tê, đặc biệt là gây tê trong nha khoa là chính thôi. Nhưng mà bây giờ người ta không có dùng cocaine để gây tê nữa. Lý do là người ta thấy là cái cocaine nó cũng có cái khả năng gây nghiện, nên bây giờ người ta dùng các cái dẫn xuất tổng hợp là ví dụ như là lidocaine. Rồi giảm co thắt, giảm đau thì cái này là người ta mở rộng ra cái phần tác dụng ở phía trên thôi ha. Cái này các bạn tự xem nha. Và đặc biệt là các bạn xem cho cô cái dòng cuối nè. Hồi nãy cái taxone mà cô có nhắc đến các bạn á, là trị ung thư. Đây là trị luôn nha. Taxone tức là người ta phân lập ra thành những cái chất tinh khiết và đã nghiên cứu cũng như là thử nghiệm rồi. Đó là trị ung thư. Cái từ này là chính xác, chứ không phải như một số cái thực phẩm chức năng là phải ghi cái chữ là hỗ trợ điều trị ung thư. Ví dụ như là tinh dầu thông đỏ thì không thể ghi là trị ung thư được, nhưng mà taxone thì là trị. Còn tinh dầu thông đỏ là chỉ có hỗ trợ điều trị ung thư thôi. Thì đó là cô vừa kết thúc cái phần đại cương alkaloid mà cái nội dung đầu tiên ha. Và bây giờ mình tạm nghỉ 15 phút, bạn dành 15 phút đó để bạn hệ thống lại cái cô vừa nói và bạn xem tiếp cho cô ha, cái phần nội dung tiếp theo mà cô trình bày cho các bạn nào.